Bản lần thứ 2647, Phật lịch 2567, Dương lịch 2023, hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2023, nhằm ngày 10 tháng 4 năm Quý Mão, Đạo Tràng Chùa Bồ Đề Duyên, Củng Thanh Hoan, lập trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, đó cũng chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Chúng con xin mời ban thỉnh sư cung thỉnh chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đứng dậy, chắp tay và niệm danh hiệu Đức Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô 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 Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin kính thỉnh chư Tôn Đức đồng an tọa. Xin mời quý vị tập thể chúng ta an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được quý vị chương trình giới thiệu thật thành chư Tôn Đức thay quan chứng minh cho buổi lễ hôm nay. Chúng con xin cung kính, chúng con xin cung kính đảnh lễ giới thiệu Phật Bà Thích Tâm Lương trụ trì chùa Trúc Lâm, thành phố Đà Lạt, Arizona. Chúng con xin cung kính giới thiệu Ni Sư Thích Nữ Diệu Như trụ trì Thiền Viện Phước Huệ, huyện Quan Atala. Chúng con xin cung kính giới thiệu Ni Sư Thích Nữ Hải Thể trụ trì chùa Trúc Lâm Tâm Đăng tại thành phố Glendale, Arizona. Chúng con xin cung kính giới thiệu Ni Sư Thích Nữ Phước Nhẫn trụ trì chùa Liên Hoa California. Chúng con xin cung kính giới thiệu Ni Sư Thích Nữ Như Nguyên trụ trì chùa Bình Duyên, cũng là trưởng ban tổ chức của đại lễ Phật đản hôm nay. Tiếp theo chương trình là lễ dâng hoa do các em Phật tử tại chùa Bình Duyên dâng hoa cúng Phật. Mời các em. Thank you.
các em mới lần đầu tiên mà sư cô muốn cho các em đem tấm lòng của các em và những đóa hoa dâng lên đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong ngày lễ Phật đản thật là dễ thương, các em nó bỡ ngỡ chưa biết bao giờ đấy. Xin quý vị cho tràng pháo tay để ủng hộ. Con cũng hy vọng rằng các trường có các em như vậy để cho quý Phật tử cũng như sư cô hướng dẫn trong tương lai để các em đến với chùa. Chứ còn những trẻ mà đến cái chùa không có gì thì các em rất là buồn. Dạ, A Di Đà Phật. Sau đây chúng con cúi đầu tôn thỉnh ni sư Thích Nữ Diệu Như khởi thanh hồi chuông, cái bộ hồi chuông. Cầu xin cô sư hoan hỷ cho mai cô nó không sửa dây. Nhưng hôm nay thấy nè
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư con đưa đầu lễ lạy Chư Như Sư. Tiếng chuông điềm dịu đã làm lắng động tâm hồn của những người Phật tử điềm dịu tới đây. Nam mô Đường Bái Lạc Hiện Tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni. Giờ đây chư con xin cúi đầu đảnh lễ cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni khởi thanh như hương Phật Phật cử hành đại lễ hôm nay. Nam mô Lâm Tỳ Ni Vô Lâm Tỳ Ni Vô Ưu Hạ Thọ Thi Hiệu Đại Sanh Điện Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you.
Thank you.
Phật Tát Đài Chứng. Hôm nay đệ tử tử chúng tăng ni thiền nam tín nữ chúng con vẫn tập về tại chùa Bồ Đề Duyên, thành tâm thiết về kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh Phật lịch 2567. Nguyện cầu mười phương tam bảo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đạo tràng hội thượng chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư hiền thánh tăng đồng quy chứng minh cho tấm lòng thành của đệ tử chúng con. Nguyện cao cửu hiền thất tô đa sanh phù màu Bồ Đề Duyên ni từ thiên hậu công đức quy nghi tùng từ linh cốt ký từ ký danh cầu siêu nam nữ quả.